hai vòng và nhìn thấy đường sạt lở rất là dài, có nhiều đoạn là sạt lở dài đến hàng mấy chục cây số, và là tất cả các cái nhà gần như là bị sập đổ, các cái công trình thì là cũng bị hư hỏng. Còn thì thấy được từng nhóm người một, khoảng cỡ 3 người là nhiều nhất, trong đó là nhóm 2 người, và chúng tôi đã quyết định tiếp cận rào trăng ở độ cao thấp 30 m và thả hàng xuống thành công, và cán bộ và công nhân và đồng bào đấy đã đón nhận được những cái phần quà, phần là tiếp nhận là y tế cũng như là thực phẩm tối thiểu đã đến được tay. Khi thời tiết sẽ hửng lên nữa, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này.